Phật dạy, này thiện hiện vì nhãn giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì nhãn giới không xanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì nhãn giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không xanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy này thiện hiện vì nhĩ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì nhĩ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì nhĩ giới không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì nhĩ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tĩ giới thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm chuyên sinh ra thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tĩ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm chuyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì tỷ giới không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì tỷ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh